tượng quan hoàng là thánh nam, thường được thể hiện trong tư thế ngồi xếp bằng hoặc ngồi vắt chân. Mỗi vị quan hoàng sẽ có màu sắc trang phục riêng biệt, thể hiện cho phủ mà họ cai quản. Ông hoàng bơ, áo màu trắng. Ông hoàng bảy, áo màu lam hoặc tính tràm. Ông hoàng mười, áo màu vàng. Chất liệu tượng đa dạng, phổ biến nhất là gỗ mít, gỗ rồi, gỗ gụ, gỗ vàng tâm, gỗ hương. Tượng có thể được sơn son thiếp vàng hoặc sơn kiểu giả cổ.